Ok anh em, thì hôm nay mình có con DJI Mini 4 Pro anh em, và hôm nay mình có thêm một cái viên pin được gọi là pin ký sinh ha. Pin này mình gọi là pin ký sinh nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ triển khai cái pin ký sinh này ở trên cái con DJI Mini 4 Pro và sử dụng nó để bay một cách bình thường cho anh em xem ha. Rồi ok anh em. Cái pin ký sinh này thì đầu tiên mình sẽ cắm pin ký sinh vào máy bay ha anh em, bấm thử nguồn nó một cái. Ok ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ cắm cái sợi dây cáp ký sinh vào trong cái đuôi của cái pin pin. Đây dạ. Sorry anh em. Rồi, mình sẽ cắm sợi dây cáp vào. Ok. Đầu còn lại mình sẽ cắm vào một cái viên pin mà mình sử dụng bình thường ha, có thể là pin hãng, pin Plus gì đó, pin OEM gì đó, miễn cái pin nào mà anh em đang xài bình thường anh em lấy nó cắm vào cái đầu cáp còn lại nha. Rồi, cắm vào như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ khởi động nguồn lên nha anh em. Rồi, mình sẽ quay về màn hình bay. Rồi ok, chúng ta sẽ gạt khởi động cái nha anh em. Take off. Ok, nó cho bay rồi ha anh em, nó cho bay mình thích cọp rồi ha. Rồi anh em coi nè. Rồi bây giờ mình cho nó dừng lại ha. Rồi mình rút cáp ký sinh ra. Rồi, gạt khởi động. Rồi bây giờ chúng ta cứ Take vậy là off. chúng ta bay bình thường nha anh em. Không cần làm gì nữa nha. Vậy là xong rồi đó. Giờ rồi chúng ta dừng. Chúng ta tiếp tục gạt khởi động tiếp. Take off. Rồi không có vấn đề gì hết trơn ha. Rồi giờ mình sẽ cho anh em xem cái màn hình bay luôn. Đây là info của pin ký sinh ha. Đây là info của pin ký sinh nha. Rồi giờ mình sẽ bay luôn thử một bay thử luôn để xem coi các thông số của nó có chuẩn chỉnh không nha anh em. Rồi mình sẽ nói thêm luôn về cái viên pin ký sinh này. Rồi giờ mình sẽ dời cho nó. Mình bay trong nhà trước một 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 một, một lần đi rồi mình sẽ ra ngoài trời mình gọi gác khởi động. Take off. Rồi, có cánh. Ok ha. Rồi anh em sẽ để ý là thời gian bay nè. Rồi chúng ta sẽ xem vào thời gian bay ha. Đây là pin Plus, pin Plus ở 61% nha anh em. Rồi thời gian bay dự kiến là 22 phút ở trên body của DJI Mini 4 Pro đúng không? Rồi ok, chúng ta sẽ xem battery info nè. Điện áp, rồi nhiệt độ, vân vân. Đó, đây là battery info. Đây là pin của chúng ta. Rồi giờ mình sẽ hạ cánh xuống anh em. Hạ cánh xuống rồi để thử xem coi nó có bay lên được không ha. Rồi chúng ta tiếp tục. Gạt khởi động. Lên. Rồi ok, pin pin chúng ta bay bổng một cách bình thường, không có vấn đề gì mà phải lo lắng hết nha anh em. Nó bay giống giống như một cái viên pin zin thông thường, một viên pin plus thông thường, không có một cái vấn đề gì hết nha, tất cả đều ổn định ha, không có vấn đề gì hết nha anh em. Đây là viên mô hình pin ký sinh, mình đặt tên cho nó là pin ký sinh nha, tức là sao, tức là chúng ta cần phải có mồi một cái dữ liệu xác thực lúc mà chúng ta khởi động nha anh em. Thì sau khi chúng ta mồi dữ liệu xác thực cho viên pin ký sinh này xong thì chúng ta có thể sử dụng nó như một viên pin chính hãng thông thường. Và lưu ý là mỗi lần khởi động thì chúng ta phải mồi xác thực, mỗi lần khởi động nha, chứ không phải là mỗi lần cất cánh và hạ cánh nha. Mỗi lần khởi động tức là tắt nguồn và mở lại thì chúng ta sẽ phải mồi xác thực cho nó nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái tính năng của nó cho anh em xem luôn ha. Rồi giờ mình hạ cánh, tắt máy và đem đi sạc. Rồi giờ mình tắt máy, mình sẽ cắm sạc thử cho nó. Ok. Rồi đây nè, vẫn là viên pin ký sinh ban nãy nha. Rồi giờ mình sẽ cắm sạc cho nó nè.
Rồi ha, pin nó sạc bình thường nha anh em. Nó sạc như một viên pin chính hãng thông thường, không có gì phải phải lo lắng mà suy nghĩ hết. Rồi bây giờ mình sẽ rút cái viên pin ra, mình cắm vào cái hub sạc. Có một tay hơi khó làm, hơi khó quay phim. Rồi, rút ra. Rồi đây mình có một cái hub sạc có màn hình nè. Tắt đèn đi. Đây là thông tin của viên pin ký sinh nè. 56%, 7,60V, không lần sạc, 42 độ C. Rồi giờ mình cắm sạc cho nó. Cái hub màn hình này thì chúng ta sẽ dễ nhìn thấy nó hơn. Dễ nhìn thấy thông tin của nó hơn. Rồi ok. Đang nhận sạc bình thường, dòng sạc đang là 1,1A nè. Mình sạc chậm, 56%. Rồi, ok. Rồi phần sau mình sẽ nói rõ hơn về cái viên pin ký sinh này, nó hoạt động, cách thức hoạt động của nó nha anh em. Rồi ok anh em. Ok anh em, thì giờ mình sẽ nói sơ về cái cách thức hoạt động của cái viên pin ký sinh này ha. Thì đây là cái phần mềm mình dùng để mình sửa pin hàng ngày. Anh em có thể thấy là những cái phần info mình read ra nè anh em, nó hoàn toàn như một viên pin zin thông thường nha. Viên pin này có dung lượng là 3850. Đây, để mình cho anh em xem capacity của nó. Đây là 4000 mAh, không lần sạc, dung lượng là 3850. Và đây là một cái viên pin nó sử dụng tất cả các linh kiện đã được chứng nhận bởi DJI, bao gồm mạch BMS, chip, cell pin. Tất cả mọi thứ đều là được chứng nhận bởi DJI, và đây không phải là một viên pin giả, đây là một viên pin thật, sử dụng chip BQ9003, đọc read info, unseal này kia các kiểu đầy đủ. Và cái viên pin này nó có một cái khác viên pin hãng, đó chính là nó không có xác thực. Và vì sao nó không có xác thực? Là vì viên pin này nó chưa được qua cái bàn tay của DJI, cho nên là nó không có chứa xác thực của DJI. Còn lại tất cả các tính năng, sạc, xả, bảo vệ này kia, rồi những cái liên quan tới cập nhật phần mềm này nọ các kiểu, nó đầy đủ giống như một viên pin chính hãng thông thường, nhưng cái phần xác thực của nó thì nó không có, do là nó chưa được thông qua DJI. Và vì vậy cho nên là mỗi lần khởi động, chúng ta cần phải truyền cho nó một cái xác thực từ một cái viên pin chính hãng khác. Để chi? Để máy bay của chúng ta nó cho phép sử dụng viên pin một cách bình thường. Vì DJI có một cái mà anh em phải biết là họ độc quyền từ xưa đến nay, đó chính là pin chính hãng. Pin chính hãng chứa một cái dữ liệu xác thực ở bên trong. Và cái dữ liệu đó là độc quyền của DJI luôn, không có ai có thể nạp được cái dữ liệu đó. Vì thế cho nên là để vượt qua được xác thực, chúng ta cần phải sử dụng một cái pin chính hãng để mồi cái xác thực đó, đánh lừa máy bay. Và sau khi máy bay bị đánh lừa, khi máy bay khởi động bị đánh lừa xong, thì cái viên pin chúng ta sẽ hoạt động giống như một viên pin zin thông thường. Và tất nhiên viên pin này anh em có thể sạc, xả, bảo quản, lưu trữ giống như tất cả các viên pin chính hãng khác, không có gì ảnh hưởng, không có gì thay đổi hết. Các thông tin của nó là chuẩn chỉnh đàng hoàng ha. Và anh em có thể yên tâm sử dụng nó, không phải lo lắng bất kỳ chuyện gì cả. Đó, đó chính là cái cơ chế hoạt động của viên pin ký sinh này. Chúng ta dùng một cái viên pin chính hãng, ký sinh xác thực lúc khởi động xong, chúng ta có thể rút ra và sử dụng nó một cách rất là bình thường. Đơn giản vậy thôi.